Xin chào các bạn, mình là Dung, giáo viên mầm non tại Hà Nội. Mình rất vui vì lại được gặp các bạn trong buổi ngày hôm nay. Ở buổi trước, chúng mình đã được đồng hành cùng nhau với chủ đề văn hóa ứng xử. Hôm nay, mình lại giới thiệu đến cho các bạn một chủ đề cũng hết sức gần gũi xung quanh chúng ta. Các bạn có tò mò không ạ? Mình bật mí nhé. Chủ đề hôm nay mang đến cho các bạn liên quan đến giáo dục thẩm mỹ đấy. Như các bạn đã biết, giáo dục thẩm mỹ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển toàn diện của trẻ. Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non giúp trẻ biết yêu thích cái đẹp, giữ gìn cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp xung quanh mình. Hiện tại, phương pháp tạo hình khá là phổ biến và rất cần thiết cho tất cả mọi lứa tuổi, từ nhà trẻ đến mẫu giáo. Các bạn chờ mình được thỏa thức vui chơi sáng tạo trong hoạt động tạo hình. Với lứa tuổi nhà trẻ, các bạn nhỏ được in, ấn màu nước hay di màu để tạo ra những sản phẩm vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu như di màu gia đình của bé, in bàn tay làm cá, làm đàn gà, in gót chân làm bông hoa, in ngón tay làm quả, in rau củ quả để tạo nên những bức tranh sắc màu và còn rất rất nhiều sản phẩm khác nữa. Tất cả đều tự tay các bạn làm nên nó mang một ý nghĩa vô cùng lớn. Các bạn sẽ yêu quý và trân trọng những sản phẩm của mình hơn. Đến với lứa tuổi mẫu giáo, hoạt động tạo hình của các bạn được nâng cao hơn, không còn là in màu, di màu nữa. Đó là những hoạt động vô cùng thú vị, đòi hỏi sự khéo léo, sáng tạo trong chính các con như tô màu, vẽ tranh, xé, cắt dán, nặn. Từ những nguyên liệu rất tự nhiên như lá, sỏi, đá, cành cây, hoa khô, quả khô, các bạn có thể vẽ lên những bức tranh vô cùng sáng tạo, sắc màu, hồn nhiên pha lẫn chút tinh nghịch mà chỉ các bạn nhỏ mới có. Nhờ có hoạt động tạo hình, các bạn nhỏ còn có thể giúp các cô làm các con rối để diễn kịch, trang trí các góc của lớp, góc sinh nhật, góc trưng bày sản phẩm, trang trí ngày lễ Tết, làm lịch Tết, dán hoa đào, hoa mai, trang trí Noel, làm lò sưởi, làm cây thông Noel, trang trí Halloween. Các bạn còn rất thích thú khi được vẽ khuôn mặt của những người bạn, người yêu quý bên cạnh mình bằng những từ mica trong suốt. Vừa được vẽ, vừa được ngắm nhìn những nét mặt, biểu cảm của các bạn. Thật thích thú phải không ạ? Với vai trò là một giáo viên mầm non, để các bạn nhỏ có được những khả năng tạo hình vừa sáng tạo, vừa sinh động, vừa đáng yêu như thế, mình đã phải trải qua quá trình nghiên cứu tìm tòi rất tích cực và đọc rất nhiều loại sách để tìm ra phương pháp hiệu quả nhất. Cuối cùng, niềm vui đã đến với mình khi vô tình mình đọc được cuốn Bé Vui Học Tạo Hình của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Nội dung sách đảm bảo tính giáo dục, tính khoa học và cách tiếp cận của sách phù hợp với mọi lứa tuổi mầm non. Bộ sách như mình đánh giá sẽ giúp giáo viên và phụ huynh của bé có thêm tài liệu tham khảo, thực hiện nội dung phát triển giáo dục thẩm mỹ cho trẻ. Cuốn sách bao gồm các bài tập rèn luyện cho trẻ một số kỹ năng tạo hình đơn giản như tô màu, nặn, dán giấy, xếp hình nhằm phát triển sự khéo léo, kỹ năng vận động tinh và khả năng sáng tạo của bé. Để có một giờ học hiệu quả cũng như kích thích sự sáng tạo dành cho các con, có rất nhiều phương pháp. Sau đây mình xin chia sẻ một giờ học vô cùng thú vị dành cho các bạn 4-5 tuổi. Đó là giờ học xé và dán hình tam giác, trang 5 trong cuốn sách. Các bạn cùng tham khảo nhé! Để bắt đầu một giờ học, mình sẽ cho các bạn ôn lại nội dung đã học ở buổi trước bằng một hoạt động nhẹ nhàng. Ví dụ với chủ đề Noel, mình sẽ cho các bạn đọc thơ bài Đêm Noel đã được học ở tiết trước. Sau khi cô và các bạn đọc xong bài thơ, sẽ cùng trò chuyện để khơi gợi, tăng vốn từ về màu sắc, hình khối trong bài thơ. Chúng mình vừa được đọc bài thơ gì? Trong bài thơ có nhắc đến những ai? Nhân vật gì? Các con có thấy cây thông trong bài thơ có đẹp không ạ? Sau đó, giáo viên sẽ tổng kết lại cho các bé. Bài thơ đã vẽ lên hình ảnh một cây thông lung linh sắc màu với bàn tay khéo léo của bố và mẹ. Chúng mình có muốn cùng cô làm những cây thông xinh đẹp như thế không? Mình chọn hoạt động này vì đây là hoạt động vừa có tác dụng ôn tập tiết cũ hôm trước, vừa rất phù hợp để tiếp nối vào tiết dạy tạo hình. Sau hoạt động 1, khi các con đã trở nên thích thú hơn với việc làm quen với sắc màu và hình khối, ở hoạt động 2 này, mình sẽ tiếp tục triển khai hoạt động quan sát tranh mẫu và đàm thoại, có thể minh họa một buổi dạy trên lớp của mình với các bé như sau. Bây giờ, chúng mình cùng nhìn lên cô xem cô có bức tranh gì đây nhé! Giáo viên từ từ đưa bức tranh từ đằng sau lưng ra để tạo bất ngờ cho các con và đàm thoại với trẻ. Các con nhìn xem, cô có bức tranh gì đây? Bức tranh được làm từ nguyên liệu gì? Để có được cây thông, cô đã sử dụng những hình gì? Chúng mình cùng đếm xem cây thông có bao nhiêu hình tam giác. Bức tranh cây thông của cô rất đẹp phải không nào các con? Chúng mình cùng quan sát lên cô làm mẫu một lần nhé! Một số lưu ý ở hoạt động này, giáo viên để tất cả các bé đều được xem hình. Tùy điều kiện của mỗi trường, có thể sử dụng máy chiếu hoặc phát cho mỗi bé một quyển sách, một tờ photo.
Cô gợi ý trẻ quan sát nhìn lên cô làm mẫu. Để các bé tập trung, cô cần có sự tương tác, trò chuyện giúp trẻ nhìn lên cô và trả lời. Sau khi các bé đã nhận biết được một số hình khối và màu sắc cơ bản ở hoạt động trước, ở hoạt động này mình sẽ giới thiệu các nguyên liệu để làm và tác dụng của nó. Cô giơ tấm bìa, keo dán và hỏi trẻ, đây là cái gì? Mỗi đồ dùng trên tay cô dùng để làm gì? Giáo viên bắt đầu vừa làm mẫu vừa giải thích. Trước hết, giáo viên cầm tấm hình màu xanh lá cây lên và xé ra thành những hình tam giác to, nhỏ khác nhau. Sau đó cô phết hồ lên, miết đều lên mặt trái của hình tam giác to nhất và dán vào vở, hỏi trẻ, cô đã dán được hình gì đây? Hình này cô để làm gì? À, như vậy cô đã dán được một tán cây thông Noel rồi đấy. Bây giờ cô sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Có bạn nào đoán được không? Đúng rồi đấy, cô lại phết hồ lên hình tam giác nhỏ hơn và dán chồng lên đỉnh của hình tam giác to hơn. Cứ tiếp tục như thế sao cho các hình tam giác từ dưới lên trên nhỏ dần để tạo thành cây thông đấy. Sau khi kết thúc hoạt động này, giáo viên tổng kết lại nội dung cho trẻ vừa học. Để làm được một cây thông, cô cần một tấm bìa màu xanh lá cây và keo dán. Sau đó cô xé tấm bìa thành các hình tam giác to, nhỏ khác nhau. Cô lấy hình tam giác to nhất, cô phết hồ lên mặt trái của hình rồi dán vào vở. Tiếp theo, cô lại lấy một hình tam giác nhỏ hơn, phết keo và dán chồng lên đỉnh hình tam giác to hơn. Và hình tam giác cuối cùng, cô cũng dán tiếp như thế. Như vậy, cô đã dán xong hình cây thông rồi đấy. Chúng mình có muốn cùng cô làm nên những cây thông xinh đẹp và sáng tạo hơn không? Một số điều cần lưu ý ở hoạt động này. Đầu tiên, giáo viên giới thiệu đồ dùng cho trẻ. Với cá nhân mình sẽ khơi gợi để trẻ có thể nói được tên gọi và tác dụng của đồ dùng. Sau đó, giáo viên dùng lời nói và hành động làm mẫu cho trẻ xem, kích thích sự chú ý, tò mò và quan sát của trẻ. Vừa làm mẫu, cô có thể vừa đàm thoại với trẻ. Cuối cùng, giáo viên tổng kết lại cho trẻ nội dung vừa học. Sau khi quan sát giáo viên thực hiện các bước ở hoạt động 3, hẳn lúc này các bạn đã rất hào hứng để làm cây thông Noel rồi đấy. Lúc này, cô phải thật nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của các bé vào hoạt động 4, đó là hoạt động thực hành. Trước khi bắt đầu, cô gợi ý trẻ cách xây dựng bố cục cho cân đối, cách phết hồ không bị lem ra ngoài, nhắc nhở các bé tư thế ngồi đúng, ngồi thẳng lưng. Sau đó cô phát giấy cho trẻ xé thành các hình tam giác to, nhỏ khác nhau. Cô phát hồ cho trẻ dán và trẻ thực hiện. Một số kinh nghiệm của mình khi triển khai hoạt động này, giáo viên có thể gợi ý cho trẻ cách làm và tư thế ngồi đúng, khích lệ trẻ bằng những lời khen ngợi, chú ý bao quát lớp học để giúp những bé còn lúng túng, khuyến khích các con để có thể hoàn thành sản phẩm. Trong khi trẻ thực hiện, cô có thể bật những bài nhạc nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư thái cho trẻ. Sau khi trẻ hoàn thành xong sản phẩm, cô sẽ cho trẻ trưng bày sản phẩm. Sau đó cô mời 2 hoặc 3 bạn lên nhận xét bài của các bạn và hỏi trẻ, con thích bức tranh nào nhất? Tại sao con thích? Tiếp đó cô nhận xét chung, cô khen những bạn đã hoàn thành xong sản phẩm của mình nhanh nhất và đẹp nhất. Cô khuyến khích, động viên những bạn còn chậm. Cô có thể thưởng cho bạn bằng những tràng vỗ tay giòn giã hay những hình sticker ngộ nghĩnh. Kết thúc giờ học, cô và các con sẽ vận động nhẹ nhàng quanh lớp và chuyển hoạt động. Như vậy, một giờ học của chúng ta với bộ môn Bé Vui Học Tạo Hình dành cho lứa tuổi 4-5 tuổi đã kết thúc rồi đấy các bạn ạ. Các bạn có thấy giờ học đơn giản và dễ hiểu không ạ? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ, hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!